Chào các bạn, mình đang có trên tay cái máy. Đây là cái máy hình Fuji X Pro 1 của Fujifilm. Và đây là cái ống kính 35-14 dành cho cái máy X Pro 1 này. Đây là một cái bộ đôi hiện đang được bán ở thị trường trái tay khoảng 48 triệu. Còn hàng chính hãng thì vẫn chưa có. Có lẽ là đầu tháng sau thì chúng ta sẽ có hàng chính hãng. Đó là mấy bạn bên Fuji Việt Nam nói cho mình biết như vậy. Nhưng mà chưa biết là chính xác ngày về. Thì mình sẽ mở hai cái hộp này ra. Cái hộp của X Pro 1 nhìn rất là giống cái hộp của X100. Nó cũng được xếp hai tầng. Một tầng ở trên thì bạn sẽ có cái phụ kiện. Đây là cái hộp chứa những cái phụ kiện đi kèm theo máy. Và đây là cái hộp chứa máy. Thì cái hộp chứa máy này nó có cái nấm châm. Nó có nấm châm để bạn mở ra đóng lại. Nhưng mà nó hơi cộm lên. Tại vì mình đã thử mở ra và mình gắn mấy cái dây vào rồi. Mình gắn cái sợi dây này vô, sợi dây đeo máy vô nên nó không có còn vừa khít như cũ nữa. Đây là cái máy X Pro 1 của chúng ta. Ở trong này không còn gì nữa. Đây là cái hộp phụ kiện, thì mình sẽ mở ra xem nó có cái gì. Chúng ta có những cái sách hướng dẫn sử dụng, có đĩa CD. Ở dưới này chúng ta có sợi dây cáp nối vào cục sạc. Cục sạc này là vừa luôn, tức là bạn sẽ gắn cục pin Pro 1 trực tiếp vào đây mà không phải gắn thêm một cái adapter như là Fuji làm với X100 nữa. Chúng ta có sợi dây cáp. Sợi dây cáp này vẫn là sợi dây cáp giống X100 và rất là giống cái chuẩn của các hãng Nhật Bản hay sử dụng chung. Sao họ không dùng mini USB mà họ lại dùng cái chuẩn này? Thì mình có một cái ống kính 35-14. 35-14 đóng gói cũng khá giống X Pro 1. Chúng ta cũng có sách hướng dẫn sử dụng. Có một cái bao để đựng ống kính. Cái này là khăn. Khăn để lau. Ở đây là cái hộp của ống kính. Thì nó cũng dùng nam châm để mở giống như là cái X Pro 1. Fuji tặng cho chúng ta một cái hút. Hút này bằng kim loại. Và đây là cái ống 35-14. Khá là nhỏ. Thì để gắn hút bạn sẽ gắn vào đây. Rất là đẹp. Cái hút này nó hơi lỏng một xíu, nhưng mà không sao. Ở đây là X Pro 1 và cái ống kính của nó. Thì mặt trước của X Pro 1 bạn sẽ thấy một cái công tắc gạt. Cái công tắc gạt này y hệt như là trên X100. Nhiệm vụ của nó cũng dùng để chuyển đổi giữa cái viewfinder điện tử và viewfinder quang học. Tuy nhiên thì trên 100 thì nó từ trên xuống, còn cái này nó từ dưới lên. Thì bạn cầm tay thì bạn sẽ gạt cò như thế này. Ở đây là cái đèn trợ nét và loa stereo và hai cái micro cho âm thanh stereo. Đây là cái ngàm ống kính, cái nút bấm để lấy ống kính ra. Và đặc biệt là cái con xoay để chuyển đổi giữa chế độ lấy nét single continuous hay là lấy nét tay. Chúng ta có một cái bán đằng trước, mình sẽ gắn cái ống kính này thôi. Thì bạn sẽ sử dụng cái chấm này. Khi mình mở ra thì nó sẽ có một cái chấm đỏ tương đương. Thì chúng ta chỉ việc chạm vô và xoay. Rồi, như vậy là chúng ta đã có X Pro 1 và ống kính 35-14. Đây là cạnh phải thì bạn sẽ có cổng mini HDMI và cổng USB kết nối với máy tính. Cạnh trái thì chúng ta không có gì cả. Mặt sau của máy bố trí cũng gần giống X100, tuy nhiên thì nó có một số thay đổi. Ví dụ như chúng ta có cái viewfinder nó hình tròn và cái cảm biến ánh sáng. Khi mà bạn che mắt lại cảm biến trạng thái thì bạn đưa mắt sát lại gần thì nó sẽ tự động nó hiển thị cái viewfinder, còn nếu bạn nhả xa ra thì nó sẽ hiển thị cái màn hình LCD, rất là tiện. Cái nút view mode để chỉnh chế độ đó. Cái đèn báo, con xoay trên X Pro 1 là nó lăn 360 độ luôn chứ không còn là xoay từng khắc như là X100. Và đặc biệt là chúng ta có thêm cái nút Q này, nó chứa những cái menu
để điều khiển nhanh. Đây, bấm nút quy thì nó sẽ cho chúng ta tinh chỉnh nhanh những cái thông số của máy. Bạn có thể chỉnh đến cái nào mình muốn, ví dụ mình để chuyển ISO và chúng ta lăn cái con quay này mà chúng ta không cần phải chọn nó rồi điều chỉnh rất là phức tạp, chúng ta chỉ việc di chuyển đến những gì mình muốn chọn đó và chúng ta lăn cái con quay, thế là xong. Nút Right, hồi xưa nút Right nó nằm bên này thì bây giờ nó chuyển về bên này rồi. Nút Right này sẽ cho phép bạn chụp một tấm, chụp liên tiếp nhiều tấm, chụp panorama, rồi các chế độ chụp nhiều phim, chụp nhiều tấm hiệu ứng phim, chụp ISO ở nhiều nấc khác nhau, rồi đo sáng ở nhiều nấc khác nhau. Và đặc biệt là cái nút AF, nút AF này sẽ giúp bạn thay đổi cái vị trí lấy nét. Ngày xưa thì cái nút AF này nó nằm ở đây và bạn rất là khó để bạn biết nó đang nằm đâu. Bây giờ thì nằm giữa cùng, chúng ta chỉ việc đưa tay xuống giữa cùng và bấm thôi, không cần phải nhìn nữa. Và bạn cũng có thể thay đổi cái nút AF này, thay đổi cái độ lớn của cái khu vực cần lấy nét bằng cách bấm và xoay cái con xoay này. Ở trong này chúng ta có menu của X-Pro1. Thì menu của X-Pro1 đơn giản hơn rất là nhiều so với 100 và gần như mình chẳng phải chỉnh lại cái gì trong này cả, rất là dễ sử dụng. Ở trên đĩa máy thì bạn sẽ có chân đèn. X-Pro1 không có đèn như là X100 nên chúng ta phải sử dụng chân đèn. Có cái vòng chỉnh tốc độ, cái vòng chỉnh tốc độ này cũng đã có thay đổi so với 100. Chúng ta sẽ phải bấm cái nút này và chúng ta xoay để thay đổi tốc độ. Bạn chỉ việc xoay bấm cái nút đó khi mà đang ở chế độ auto thôi. Còn khi ra khỏi chế độ auto thì chúng ta có thể xoay một cách thoải mái. Đây, khi ở auto thì mình không xoay được. Nó hạn chế chúng ta việc vô tình nhấn phải, vô tình chuyển đổi qua chế độ M. Và đây là cái bù trừ sáng, bù trừ EV. Thì cái khu vực bù trừ EV này nó cũng rất là cứng, nó khó mà bị thay đổi như là X100. Chúng ta cũng có nút FN và không có nút RAW. Bây giờ chúng ta sẽ nói về cái ống kính. Ống kính của X-Pro1 ở đây bạn thấy nó có cái vòng chỉnh khẩu độ. Khi mà mình xoay thì bạn thấy là nó có nhiều cái nấc khác nhau. Nó cho phép chúng ta chỉnh khẩu theo từng 1/3 EV1 đó, chứ không có phải chỉnh từ khẩu 1 như là X100 trước kia đó, 4, 2.8. Và ở những cái khẩu lớn, tức là từ 4 lên 5.6, 5.6 lên 8 thì cảm giác nó sẽ khác hẳn so với cái việc tăng từng 1/3 khẩu nhỏ, để bạn biết mà không cần phải nhìn lên ở đây. Và chỗ này là vòng lấy nét. Thì vòng lấy nét của X-Pro1 lấy nét tay nó theo kiểu fly by wire, nó dở hơn so với cơ khí mà các máy DSLR thường hay sử dụng. Thực tế sẽ có bài đánh giá sản phẩm này rất là sớm. Xin cảm ơn các bạn.